Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 24 tháng 3, Bồ Đào Nha đã đối đầu với Liechtenstein ở lượt trận ra quân tại bảng G vòng loại Euro 2024. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, Bồ Đào Nha đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng. João Cancelo là người mở màn cho bức tượt bàn thắng với pha lập công ở phút thứ 8 của trận đấu. Bàn thắng sớm của Cancelo giúp Bồ Đào Nha thi đấu dễ hơn ở khoảng thời gian sau đó. Mặc dù vậy, phải sang tới hiệp thi đấu thứ 2 thì đội bóng của huấn luyện viên Martinez mới có được bàn nhân đôi cách biệt ở phút 47 do công của Bernardo Silva. Phút 51, Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 3-0 và đến phút thứ 63, CR7 tiếp tục ghi bàn để định chiến thắng 4 sao cho Bồ Đào Nha. Với cú đúp vào lưới của Liechtenstein, Ronaldo có 120 pha lập công cho Bồ Đào Nha để tiếp tục trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của đội bóng nước này. Ngoài ra, việc ra sân ở trận đấu này cũng giúp cho Ronaldo trở thành cầu thủ có 197 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, vượt qua An Mutawa để trở thành cầu thủ có số trận đấu quốc tế nhiều nhất trong lịch sử. Trận đấu đáng chú ý còn lại đó là cuộc so tài của đội tuyển Italia với đội tuyển Anh tại bảng C vòng loại Euro 2024. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao, đội tuyển Anh đã có chiến thắng trước đội tuyển Italia. Huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn áp dụng sơ đồ 4-3-3 và tung ra sân đội hình rất mạnh cho đội tuyển Anh ở trận đấu này. Do đó họ đã có thế trận rất tốt trước đội tuyển Italia. Và sau 13 phút bóng lăn, Tam sư đã có bàn mở tỷ số do công của Declan Rice. Bàn thắng của Declan Rice giúp đội tuyển Anh thi đấu chủ động hơn ở khoảng thời gian sau đó. Họ buộc Italia phải dâng cao đội hình để tấn công và tìm kiếm bàn thắng. Với việc sở hữu nhiều ngôi sao trên hàng công luôn gây được đột biến, đội tuyển Anh đã khiến cho đội tuyển Italia gặp rất nhiều khó khăn. Phút thứ 44 của trận đấu, Harry Kane đã nhân đôi cách biệt cho Tam sư khi thực hiện thành công quả phạt đền. Trước đó, cầu thủ bên phía đội chủ nhà đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bàn thắng này giúp Harry Kane có 54 pha lập công cho đội tuyển Anh. Tiền đạo thuộc biên chế của Tottenham đã vượt qua Rooney để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của Tam sư. Sang hiệp thi đấu thứ hai, đội tuyển Italia dốc toàn lực cho mặt trận tấn công, nhưng nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút thứ 56 do công của Matteo Retegui. Trong khoảng thời gian còn lại, đội tuyển Italia kiểm soát bóng tốt hơn, tích cực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Thậm chí Italia còn được chơi hơn người từ phút 80 khi Luxor nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân, nhưng đội chủ nhà đã không có thể có bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.